Xin chào các bạn, mai tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái chương trình demo đầu tiên về ngôn ngữ lập trình Java. Tôi sẽ đi tạo ra một cái project mới. Tôi click vào file và chọn new. Rồi, tôi chọn Java project. Rồi, tôi đặt tên cho project là demo first program. Rồi, các cam số như là G.E, tôi để mặc định là G.E 10. Rồi, tiếp theo tôi nick cho Felix. Rồi, tiếp theo có một điện thoại theo nên là new module info, thì nó kêu là mình tạo cái new module info, thì tôi không tạo, tôi chọn nick vào Đông TA. Rồi, tiếp theo thì tôi nick cho cái folder source là src. Tôi chọn new, tôi sẽ đưa ra một cái package mới, tạo ra một cái package. Tôi đặt tên cho package là demo. Rồi, trong cái package này tôi sẽ đi tạo ra một cái Java class. Tôi chọn class, rồi tôi đặt tên cho nó là Hello World. Rồi, trong cái class này thì tôi sẽ tích vô cái, tôi sẽ cần cái hàm main nên tôi tích vô cái public static void main để tạo, để chương trình nó tự generate ra cái hàm main cho mình. Tôi nick cho finish. Rồi, hàm main này một cái hàm khởi tạo đầu tiên, khi mà chương trình Java nó khởi động lên thì nó sẽ chạy do hàm main để nó chạy đầu tiên, và từ hàm main này nó sẽ gọi tới các phương thức, các chức năng khác để mà nó thực hiện. Hàm main như một cái entry point, một cái điểm đầu vào của một chương trình Java. Rồi, tôi sẽ đi in ra màn hình cái câu lệnh là hello world. Tôi sẽ có system .out rồi .print. Rồi, tôi sẽ có là hello world. Rồi, tôi save nó lại. Rồi, tôi sẽ nick chuột phải. Rồi, tôi chọn run app Java application. Rồi, ở màn hình console, ở cái tab console bên dưới thì các bạn thấy là có một cái chữ là hello world được in ra. Rồi, tiếp theo thì nếu mà các bạn muốn handle một cái user nào đó thì tôi sẽ đi tạo ra một cái biến là trinh. Tôi đặt tên cho biến là username. Và tôi gắn giá trị cho nó là David. Rồi, tôi sẽ xuống dưới và tôi sửa cái chữ hello world thành hello. Rồi, tôi cộng với cái biến username. Rồi, tôi save lại. Rồi, tôi sẽ nick chuột phải và tôi chọn run app Java application. Đó, nó đã in ra cái câu lệnh là hello David như vậy. Đó, thì buổi hôm nay là tôi tạo ra một cái chương, tôi đã hướng dẫn các bạn tạo ra một cái chương trình đầu tiên về ngôn ngữ Java, là cái chương trình Hello World. Một cái chương trình mà ở bất kỳ khi nào các bạn đi học đại học hay cao đẳng thì người ta, các thầy các cô đều dạy các bạn cái chương trình này. Thì tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây. Thì buổi sau tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn về các thành phần của ngôn ngữ Java như là biến, kiểu dữ liệu. Tôi xin tạm dừng video của tôi.